Đây là những mảnh đinh đã được hút lên chỉ trong vòng ít phút. Những vật nhỏ bé này có thể trở thành những chiếc bẫy gây tai nạn cho người đi đường bất cứ lúc nào. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều mảnh đinh hình thoi nằm rải khắp mặt đường ở làn xe máy. Đa phần các mảnh đinh này đều còn khá mới. Vào ngày 16 tháng 1, trên địa bàn có nhiều xe máy bị thủng đốt do cắn phải đinh. Người dân xung quanh đã ra nhặt đinh đem đi xử lý. Tuy nhiên, sáng hôm sau, những mảnh đinh này lại xuất hiện một cách đầy thách thức. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến đường đã cho công nhân thu gom, hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân. Các công nhân thu gom đinh cho biết vào ngày lễ, nhất là những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, thì tình trạng rải đinh tại đây lại xuất hiện nhiều hơn và liên tục gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo A cho biết, đơn vị sẽ cho người kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.